Hello, chào mừng các anh đã quay trở lại với kênh giày siêu hiệu của shop em nha. Hôm nay em đã quay trở lại với một vài siêu phẩm vừa cập bến cả nhà ơi. Đầu tiên gửi tới cả nhà đó là một em Derby tới từ thương hiệu Luxury đình đám nha cả nhà. Tới từ một cái thương hiệu phải nói là đầy quyền lực. Nhá nhá chiếc cái logo trước nha cả nhà. Đây là một cái em Derby phải nói là thiết kế thật sự là đẳng cấp và khác biệt nha cả nhà. Nhìn trước tiên là nhìn những cái vân của nó này, đây là những cái vân kiểu như là caro chìm nha cả nhà, chìm nổi này, một cái mẫu Derby trơn, cái mu của nó trơn nhưng mà nó lại được phối bằng kiểu như là những cái vân chìm và nổi nha cả nhà. Da thì thôi rồi cả nhà, nhìn này, trời ơi, căng bóng mịn luôn và hầu như là chưa có những cái vết xước gì trên cái body của em nói hết trơn á. Chủ trước đi giữ gìn lắm cả nhà ơi. Sau gót nó cũng có những cái vân chìm nè cả nhà. Đấy, nhìn rất là men nha, nhìn rất là nam tính luôn cả nhà. Và đằng sau nó là một cái thiết kế khác biệt đẳng cấp. Nó có thêm một cái miếng chun phía sau này để thiết kế khác biệt nha cả nhà. Một miếng chun thôi. Cái miếng chun này chỉ để là trang trí thôi, nó không có tác dụng là co giãn khi mình mang ra mang vào đâu ha cả nhà. Nhưng mà rất là khác biệt. Rồi, khác biệt thứ hai, đẳng cấp thứ hai đó là một cái kiểu cột dây giấu vào bên trong nè cả nhà. Đó, mình sẽ không thấy những cái lỗ cột dây của em này đâu, tại vì nó giấu bên trong rồi. Một lớp nè, sau đó tới một cái lớp cột dây nè, và một cái lớp nó phủ lên cả nhà ha. Đó, tạo lên một cái kiểu cột dây kín kẽ và rất là kiểu như là kín đáo, lịch sự kín đáo ha. Đôi này tình trạng quá đẹp và quá mới. Mẫu thì khỏi bàn rồi. Mẫu này thì chắc chắn là cả nhà mình nhiều anh mới thấy lần đầu thôi. Ngay cả bản thân em cũng mới thấy cái mẫu này lần đầu thôi ha. Chưa thấy mẫu thứ hai. Những cái mẫu mà khóa LV thì em thấy nhiều rồi. Nhưng mà một cái kiểu Derby như thế này thì mới thấy luôn. Thật sự là em mới thấy luôn. Nó đẹp quá cả nhà ơi. Quá quyến rũ luôn nha. Đó, form dáng này. Cái form của nó cũng là một cái form thon thon nha. Thon thon dài dài xuống nhà nhà ơi. Rất là đẹp. Quá đẹp luôn cả nhà. Và hai bên là cái logo đầy quyền lực của thương hiệu này, LV nha cả nhà. Đó, nhìn hai bên hông mà biết là mình đang đi một cái đôi giày luxury của nhà LV rồi. Da thì đẹp quá rồi, em quay cận cảnh rồi cả nhà ha. Hầu như là không một vết chầy xước luôn. Đó, bộ đế của em này này. Đó, một bộ đế da khâu nha. Da khâu. Và em đã dán chống trượt trước và sau luôn rồi. Cả nhà yên tâm đi nha cả nhà. Yên tâm đi ha. Không có gì để bàn nữa rồi. Louis Vuitton Paris, size 9, made in Italia. Đấy, quá là uy tín, quá đẳng cấp rồi cả nhà. Đó, lòng trong jean này, lót jean. Quá đẹp cả nhà ơi. Louis Vuitton Paris. Gót và lót này. Một cái đôi nó màu đen đó chứ. Phải nói là chuẩn men luôn. Các anh đi cái đôi giày này đóng bét cho em. Trời ơi, đi những cái sự kiện sang trọng lịch sự á cả nhà thì rất là đẳng cấp rồi. Rất là đẳng cấp luôn và không đụng hàng nha. Đi những đôi Monte, những cái đôi Hocker Hem thì còn đụng hàng, như đôi này thì không bao giờ đụng hàng. Đây, sức cái khoa vô cho em nữa. Bả cháy luôn cả nhà. Quá mới nha, em nói với cả nhà là đôi này hầu như là da rẻ còn nguyên luôn, đẹp lắm. Chủ cũ xài em nó rất là nâng niu. Em này size 43 nhá. Và mã chốt hàng là C2. Em bán đôi này 5,5 triệu thôi. Một đôi LV quá đẹp, quá nóng bỏng mà có 5,5 triệu thôi cả nhà. Anh nào nhanh tay thì hốt giùm em nha. Một đôi duy nhất thôi. Rồi, chuyển qua một cái thương hiệu rất là đẳng cấp, một thời là mưa làm gió và bây giờ thì em nó vẫn làm gió làm mưa. Đây là một cái đôi giày tới từ nhà Versace với cái logo tượng Medusa, nữ thần rắn này cả nhà. Đấy, đẹp lắm nha. Những cái mẫu của nhà Versace thì luôn luôn là có sức hút riêng rồi. Đây là một cái đôi sneaker mà tông trắng chủ đạo ha cả nhà. Và đây là những cái gai này, nó đính này, dày lắm nha cả nhà, nó đính sát sát nhau lắm, rất là dày và còn nguyên nha, không có mất cái gai nào nha, không có mất cái đinh nào cả nhà ha. Cả hai bên này
đều và đẹp lắm. Đó, mình đi dưới nắng thì nó sẽ lấp lánh nha, lấp lánh. Một cái form giày Sneaker nhìn nó đơn giản nhưng mà có cái logo Lữ Thần Mesuda, thêm những cái hạt đính ở đây thì quá đẹp. Và chưa hết đâu cả nhà nha, em này nè, có một cái bộ đế bằng cao su và được may hết rồi này, nó may hết rồi nha cả nhà, đế cao su nó may hết rồi, không sợ bong chóc, đi cực kỳ bền bỉ luôn. Quan trọng là em nói phía sau gót có chữ Versace. Đó, đằng bên trên thì là Nữ Thần Mesuda, sau gót là chữ Versace. Và ở bên hông ở đây là cái những cái biểu tượng của nhà Versace này cả nhà. Đấy, nó chạy dọc theo cái đế này này, nhìn là biết rồi nha. Oh wow wow wow, dưới đế này, dưới đế nó cũng dập thương hiệu Versace Nữ Thần rắn này cả nhà, đế zin nha. Quá khác biệt và đẳng cấp nha cả nhà. Đấy, quá khác biệt luôn. Ở bên dưới này nó cũng khâu luôn nè cả nhà. Có nghĩa là nó khâu bên dưới này, nó khâu bên dưới này, nó khâu ở bên hông này. À, những cái đôi này thì cả nhà đi không sợ gì nữa hết nha. Đấy, cả nhà nhìn thấy cái tượng Mesuda của nó này, cực kỳ là đẹp luôn á. Sắc nét lắm nha. Đẹp, quá đẹp cả nhà. Rồi, để em coi cái lòng trong cái này coi. Đây, cái lòng trong này. À, cả nhà nhìn cái lòng trong của nó màu xám này. Còn nguyên chữ Versace Made in Italia nha. Versace Made in Italia màu xám và cái gót của nó này mới tinh này. Rất là mềm và êm nha. Rất là mềm và êm, đi nó ôm chân lắm cả nhà. Rất là sướng nha. Đấy, bên trên nó lại cần thêm những cái lỗ thoáng khí nhỏ li ti nữa này. À, cũng có tác dụng nha, thông thoáng khí nha cả nhà. Là dày quá trời, êm mềm mới lắm cả nhà. Em này size chuẩn là 42 tới 425 đi vừa ha. Và mã chốt hàng là C3. Em bán đôi này rẻ thôi, 2,2 triệu cho cả nhà mình mang nha. 2,2 triệu cho một đôi Sneaker của nhà Versace. Quá rẻ. Anh nào nhanh tay mới còn nha, chậm tay em không chịu trách nhiệm nha cả nhà. Rồi cả nhà ơi, một cái mẫu loafer rất là hot của nhà Salvatore. Đây, nhìn cái form dáng và cái logo là mình biết rồi ha. Đây là một cái đôi loafer quốc dân của nhà Salvatore. Em này sở hữu một cái làn da nâu đậm và nó rất là mịn màng cả nhà nhìn này. Oh wow, mịn màng. Mình nhìn là mình có thể cảm nhận được cái da của nó mịn màng và nó căng cỡ nào rồi nhá. Một cái mẫu loafer kinh điển của nhà Salvatore với một cái khóa logo Hobbit ở trên mũi này, làm cái điểm nhấn nha. Đây là cái mặt màu trắng nha cả nhà. Đấy, đẹp lắm nha, màu nâu đậm, da còn còn rất đẹp, chảy xước cực kỳ ít. Đó, và đôi này thì có một cái điểm đặc biệt. Đây, đợi em một chút xíu. Da này cả nhà thấy không? Bóng mịn căng đét luôn. Đôi này lên chân thì rất là dễ ha. Mình chỉ việc xỏ vào là mang rồi. À, chỉ việc xỏ chân vào đi thôi. Em này đế của nó là đế cao su mềm êm nha, Salvatore Made in Italia này. Và nó may luôn nha. May luôn rồi. Em thì em dán chống trượt trước và sau cho cả nhà sẵn luôn này cả nhà. Đấy, mình chỉ việc mang thôi. Một cái đôi giày hoàn hảo rồi. Đế nó mềm và êm nha, đế cao su có độ mềm và êm. Và cái lót của nó bên trong bằng da màu nâu luôn. Đẹp quá trời nè, tông sặc tông, cái gót của nó cũng vậy nè, đẹp lắm nha cả nhà. Đó, và điều đặc biệt của đôi giày này đó là nằm ở cái khóa nha. Đấy, em này xài được hai mặt nha. Mặt bên trong là màu trắng, còn mặt đây là mặt keramic nha cả nhà. Keramic nó phối với hợp kim màu trắng nha. Nhìn rất là sang trọng luôn. Keramic của nó là màu nâu, tông sẽ tông với cái màu da ở bên ngoài nè. Cả nhà thấy không? Rất là hay nha. Đây là hai cái tông màu nha. Để sử dụng được hai mặt luôn, một bên trắng, một bên nâu. Đẹp không cả nhà ơi ha, mình có thể chọn được cái tông màu cho cái bộ đồ của mình ha. Em này size cũng là size 425 và mã chốt hàng là C5. Em bán đôi này 2,3 triệu thôi nha cả nhà. Quá hoàn hảo rồi. Một đôi giày 2,3 triệu cho cả nhà mình mang. Đẹp quá đẹp cả nhà ơi. Nhanh tay chốt giùm em nhé. Rồi, tiếp theo gửi tới cả nhà một đôi giày derby cực kỳ chất lượng, tới từ thương hiệu nổi tiếng nữa. Đó, mỗi đôi giày của em là một thương hiệu và một câu chuyện khác nhau nha. Một cái đôi derby này cũng
phải nói là rất có khí chất. Cả nhà nhìn cái thiết kế của nó nha, những cái đường may này, những cái hoa văn của nó này, những cái lỗ đục pro sure này, nó có sự khác biệt so với những cái đôi giày khác nha. Nhìn nó đơn giản và nó thưa thớt thôi, nhưng nó không có dày như những cái mẫu khác, nhưng mà nhìn nó rất là đẹp và đẳng cấp nha cả nhà. Đấy, cả nhà nhìn này. Và cái làn da của nó là một cái làn da nâu, nâu vừa vừa thôi, không có phải nâu đậm lắm. Mũi của em này là mũi trơn, da của nó cũng rất là phê cả nhà thấy không? Da rất là đẹp nha và phê nha cả nhà. Trên mu thì nó có những cái lỗ đục pro sure nhỏ 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 nha cả nhà, chứ không có to. Đôi này những cái lỗ đục của nó rất là cân đối, vừa nhỏ. Đấy, rất là đẹp nha. Em quay cận cảnh cho cả nhà thấy này. Đó, những cái thiết kế cũng như là cái da của cái đôi giày này rất là đẳng cấp nha. Một cái đôi giày chất lượng tới từ nhà Bali nữa, màu nâu, quá đẹp luôn. Da và cái form của nó thì miễn chê rồi nha, căng đét luôn. Đôi này lên chân thì quá đẹp, cả nhà mình đi làm, đi chơi, đi tiệc gì đều đẹp nha. À, một cái đôi giày hiệu thì quá đẳng cấp. Đó, cả nhà thấy không? Em quay cho cả nhà thấy da này. Nói chung da quá đẹp, quá mịn màng nha. Wow, và đặc biệt là em này nó quá mới luôn cả nhà ơi. Phía sau gót của nó này, dọc thương hiệu Bali này. Và nó mòn cực kỳ ít nha. Bên trên là đế da khâu, nó khâu tới dưới đây luôn này. Đó, và em để nguyên zin để cho cả nhà mình thấy là nó mới cỡ nào. Đó, mua thì chịu việc dán thêm một miếng toppy nữa thôi là xong. Bali Switzerland này cả nhà. Đấy, quá uy tín nha. Quá uy tín cả nhà ơi. Cái này thì không biết chừng nào mới hư luôn đó nè. Cả nhà thấy cái đế da khâu của nó này, dày ghê luôn này. Cái lớp da này cực kỳ dày, cực kỳ dày luôn. Đi lên chân thì bao cho cả nhà những cái đôi giày quá là chất lượng. Cái lót jean này cả nhà, đó, Bali Switzerland này, lót jean bằng da nhá. Cái gót của nó này mới tinh nha cả nhà. Đó, nói chung một cái đôi giày ở cái tình trạng quá mới, phải 97% nha. Da của em này thì có cái độ mềm vừa phải thôi, nó không quá mềm nha cả nhà. Đấy, nó giữ cái form của đôi giày, nó không quá mềm nha. Ở sau gót thì nó có phần cứng cáp, nó không có cái độ đàn hồi đâu nha cả nhà. Nó giữ cái form của cái đôi giày á, nên là đôi này thuộc cái form dạng như form cứng ha, đứng đắn. Em này size đẹp luôn, size 41 nè cả nhà ơi. Và mã chốt hàng là C4, em bán 2.4 triệu nha. Đây là một cái đôi giày chuẩn công sở, chuẩn thanh lịch luôn. Anh nào thích đôi này thì nhắn cho em 0921 967 567 nha cả nhà. Rồi, tiếp theo gửi tới cho cả nhà một đôi sneaker trẻ trung năng động, tông màu đẹp, màu nâu luôn. Màu nâu là chủ đạo và cái đế của em này màu trắng thôi. Em này tới từ thương hiệu Atet Tony này, Made in Italia. Đấy, cái logo của em nó nằm chà bá hai bên hông luôn. À, nhìn là biết ngay là một cái đôi giày tới từ nhà Atet Tony rồi. Da cực kỳ mềm và êm nha cả nhà. Da mềm và êm. Đây, da em này đẹp quá trời, màu nâu là đẹp nha. Ở trên lưỡi gà thì cũng có dập thương hiệu Atet Tony đây. Da giày này êm lắm, Atet Tony. Đó, những anh nào mà đã từng mua những cái đôi giày Atet Tony thì cũng biết chất lượng của nó rồi nha. Em này thì chỉ có một chút xíu phía sau gót, nó là phối cái da lộn màu đen thôi. Đó, còn tổng thể thì là tông nâu chủ đạo ha. Chữ Atet Tony sau đế này, sau hai cái đế nó sẽ có chữ Atet Tony nha. Đôi này lên chân rất là nhẹ nhàng và trẻ trung nè các anh. Anh nào thích một cái sự nhẹ nhàng trẻ trung thì mang đôi này cho em. Đó, đế dạng như đế xốp cao su non á, cao su non mềm và êm rất là nhẹ nhá. Và nó may hết luôn rồi, nó may luôn xung quanh cái đế này, nó may hết luôn. À, may hết luôn rồi cả nhà ơi. Atet Tony sau gót này cực kỳ là bền luôn nha. Đó, đế này, đế mòn ít thôi nha, đế dạng cao su non mòn ít, rất nhiều những cái gai ở đây. Atet Tony Made in Italia này, khỏi chê luôn nha. Đôi này rất là nhẹ, rất là nhẹ, và cái cấu trúc đế của nó đó cả nhà, mềm và êm lắm, đi vận động thoải mái luôn, cả ngày cũng không sợ. À, lòng trong của em nó nha, lót này, gót này, à, gót của nó cũng màu nâu nha, bọc một lớp da màu nâu mềm mại. Đôi này lên chân khá là mềm này.
À, một cái form dài snacker cả nhà thấy. Trẻ trung, mềm êm, à, nhẹ nhàng, rất nhiều tiêu chí luôn. Đôi này size 42 thì chân các anh khoảng 41 năm đi cũng vừa ha. Và mã chốt hàng là C6, em bán đôi này 1,3 triệu thôi. Em bán 1,3 triệu cho các anh nhé. À, hưởng ứng 30 tháng 4 này là những cái đôi giày, những clip gần đây của em bán giá rất là tốt luôn. Rất là tốt cho cả nhà mình mang. Rồi, một đôi loafer tới từ nhà Salvatore Ferragamo, dạng như là nồi đồng cối đá nha. Đây là một cái đôi giày, một cái mẫu rất là huyền thoại của nhà Ferra. Sở hữu một cái làn da màu đen, nhưng mà đôi này da của nó khá là dày nha, khá là dày luôn. Và một cái logo hình móng ngựa nho nhỏ xinh xinh vừa đủ ở trên cái mu chân này. Đấy, em này là sử dụng cái hợp kim giống như titan, màu titan đó cả nhà. Ferragamo ở giữa nhá, Ferragamo này. Đấy, hai cái móng ngựa này, chữ Ferra ở giữa này. Da em này đá lắm cả nhà ơi, nó dày lắm cả nhà ơi. Đôi này cầm trên tay thì đã thấy có một cái độ nặng rồi nha. Khác với cái đôi màu nâu thì nó nhẹ hơn, đôi này thì khá là nặng. Bởi thứ nhất là cái da của nó khá là dày. Mới, đôi này mới nha. Và phải 97-98% nha cả nhà, da hầu như không chảy xước gì. Em này sở hữu một cái bộ đế này cả nhà. Đế cao su đúc đặc nha. Nó có cái độ dày này và độ nặng nha. Có rất nhiều những cái gai chống trượt luôn cả nhà thấy không? Rất nhiều những gai chống trượt của nó nằm này. Rất là đẹp và nó may ở bên trên luôn rồi nha. Nó may ở phần ở bên trên rồi. Đấy, đế thì thôi rồi, khỏi bàn nha. Con này đế mòn rất là ít, mới phải 97-98% nha cả nhà. Và những cái đôi này em bao cả nhà đi phải tầm 5-7 năm luôn thiệt. Nhiều khi lấy đôi giày mà chọi trúng đầu là u đầu với nha cả nhà. Đây, lót jean Ferragamo nha. Và nó có cái độ dày ghê lắm cả nhà. Nè, da nó dày lắm. Thậm chí là sau gót nó còn may thêm một cái miếng da để bảo vệ cái gót đây này. Úi cha, đôi này thì em nói thật là không biết chừng nào mới hư luôn thiệt. Da của nó này dày lắm, nhưng mà nó êm nha, nó dày nhưng nó êm đó, nó rất là êm, nó mềm lắm, đá lắm. Đôi này rất là xứng đáng để cả nhà mình mang lên chân nhá. Em này size là size 41.5, size chuẩn luôn nha. 41 đi nhiều khi hơi tụt gót ạ. Và mã chốt hàng là C7, em bán 2,6 triệu nha cả nhà. Nó mới tinh luôn nhưng mà đang hưởng ứng 30 tháng 4 nên là em giảm. Ferragamo made in Italia. Đấy, quá uy tín cả nhà. Da thì miễn chê. Ây chà, đẹp quá. Rồi, cuối cùng là một siêu phẩm. Một đôi Mocha tới từ nhà Gucci. Mẫu này thì đang bán on web nha, vẫn đang bán nha cả nhà. Một cái mẫu Mocha phải nói là rất được những tín đồ của nhà Gucci săn đón. Một cái mẫu đơn giản nhẹ nhàng. Và em này sở hữu một cái màu xanh navy, chứ không phải màu đen nhé. Màu đen thì mình sẽ có nhiều rồi, nhưng mà em này sở hữu một cái màu xanh navy rất là mới và đẹp luôn đó. Và cái nét đẹp của em nó thì nó nằm ở chỗ cái mu này đó, có một miếng vải vắt ngang qua màu xanh navy đậm và màu đỏ đặc trưng của nhà Gucci. Và cái khóa Hobbit của em này thì màu trắng tinh luôn, màu trắng luôn, nó nổi bật lên trên cái mu luôn nè cả nhà thấy không? À, quá đẹp, thanh lịch, trang nhã và lịch sự nữa. Đặc biệt là em này lại là dòng Mocha thì rất là dễ mang, rất dễ mang nha. Đế này, cấu trúc đế của dòng Mocha gồm rất nhiều những cái gai đinh đó, và nó may hết rồi luôn nè cả nhà. Nó may hết dọc hết cái đôi giày rồi nên là mình không sợ gì cả nữa nha. Bao luôn cả nhà, đế của nó chỉ có mòn chút xíu ở góc thôi, không thành vấn đề nha cả nhà. Nhìn này, cái đế nó thẳng tắp luôn, mòn một ít đến góc là bình thường ha. Nhìn cái lót này cả nhà là thấy uy tín này này, Gucci made in Italia này đó, mới tinh, màu còn nguyên. Và cái gót của nó này mềm êm nha, dòng này là dòng da bê mềm êm. Và khi không có sushi á, em này nó cái form của nó rất là dễ thương nha. Đó, mình xỏ chân vào là nó fit liền. Rất êm ái nhẹ nhàng. Rất êm ái nhẹ nhàng nha cả nhà. Đẹp lắm, đôi này mà anh nào
vừa size thì lấy liền cho em đi. Đôi này rất lâu lâu em mới về thôi, mà màu xanh navy nữa thì hiếm. Đó, mòn ít thôi nha cả nhà. Đấy, không đáng kể đâu. Những cái gai đinh của nó hầu như là còn nguyên vẹn hết nha. Size đẹp 39.5 và mã chốt hàng là C1, em bán 4.7 nha. 4.8 nha cả nhà. À, đọc lộn. Rồi, cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của em hôm nay rồi. Hy vọng là cả nhà sẽ chọn cho mình được một đôi giày đẹp như ý nha.